Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là 20 tháng 11 cũng là ngày nhà giáo Việt Nam á. Thì em lên cho anh em cái lô máy là 15 cây nha, gồm là 12 cái cỏ và ở đây thì có cho anh em là 2 cây cưa và một cái bơm nước xách tay mini nha anh em. Cái này thì nói chung cho anh em dùng gia đình ha. Cưa lại các cỏ hai con đầu tiên nè. Còn con này thì cho anh em khai thác được nè. Con này nó 1038 nha anh em, chạy lực này kia ha. Cưa các cỏ thì hôm nay có cho anh em một con 700.000 nha anh em. Máy thì đã nổ rồi nè, cần láp tay lái thì đủ cho mình nha. Còn hàng dưới thì có cho anh em một con siêu vip luôn. Makita, con này là EM350, dòng này giống như của thằng Robin bướm mà thằng loại mũ á nè, xịn sò giống vậy đó, 37 ly nha, giá 3,5 triệu. Đặc biệt con này là bình xăng là nó 2 kim zin nha anh em. Bình xăng 2 kim nha. Bình xăng nguyên bản của nó luôn. Theo máy luôn nha, rất là tiết kiệm xăng. Nước sơn là chưa rớt luôn nè, cực kỳ đẹp luôn ha. Kế bên thì có cho anh em một con G2K Genos dòng Komatsu tum gợi ha. Maru 26 ga bóp hệ nha anh em. Genos 27 nè, 35 ly nha anh em, trợ lực ha, tum nhôm. Maru 23, con này thì trợ lực giới thiệu tum gợi tum nhôm. Ở đây thì có cho anh em một cặp Maru 23 nè, tum lì hết nha anh em. Phía trên thì có cho anh em là một con Tanaka, con này là Tanaka hai chống trợ lực nè, và đặc biệt là e tự động nha. Con này là con Hitachi 32 ly, con này cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Tem mát còn nguyên si, chế quanh gồ hai kim luôn ha. Makita, Gubin Makita cốc nè anh em, dòng này thì rất là nhẹ nha. Xăng nhớt luôn thì khoảng 3,5 kg thôi ha. Kế bên là con dòng Kawasaki nha anh em, con này tum gờ tum nhôm luôn. Và con này là con 700.000 nè. Cưa thì có cho anh em một con Shinowa 1038 có phanh xích nha anh em. Con này thì nó trợ lực và e tự động luôn. Lam là lam tản nhiệt luôn nha anh em. Tay cục thì có cho anh em con Tanaka này ha. Có thể cầm được tay luôn, này rất là đẹp luôn nha anh em, còn như mới luôn á. Bơm nước thì con này là Mitsubishi TU26 nha, 34 ly nha anh em. Con này thì ổ giật cũng có trợ lực cho mình luôn nha. Anh em chốt máy thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo ha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Giang Tèo nha anh em. Hình thức mua bán bên em khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được là bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc. Và hàng tới nơi thì tất nhiên anh em sẽ được kiểm tra hàng và sẽ được test hàng thử hàng luôn nha anh em. Hàng tới thì anh em chuẩn bị xăng nhớt sẵn giùm em để thử hàng nha. Tại vì khi mà hàng đi á, xăng nhớt thì bên em sẽ rút ra hết. Cái này là do bên vận chuyển người ta không cho để anh em, để sợ cháy nổ á. Thì cái này anh em thông cảm giùm em ha. Lô hôm nay em lên cho anh em 20 là ngày 20 tháng 11 và cái lô chữ cái là chữ cờ, hàng gọi chữ C đó. Thì anh em chốt hàng anh em nhớ cái mã máy giùm em nha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Thì anh em xem clip nhớ cho em một cái nút like và kèm theo là bấm đăng ký kênh giùm em nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Phụ tùng theo cho anh em cắt cỏ sẽ là 6 món ha, và cưa thì sẽ là 4 món, còn bơm nước thì sẽ là 2 món nha anh em. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con bơm nước nha, con C1 ha. Con mấy con này thì thông số nó đầy đủ hết trơn rồi, chủ yếu là em giật em test cho anh em sẽ nghe cái tiếng máy thôi ha. Thì cái cách sử dụng nó cũng như cái cỏ anh em, bơm xăng xong phải nhớt anh em đổ vô, bơm xăng phụ lên. Rồi cái phía trước nè, anh em gặt lên là đóng nè, giật chạy rồi anh em thả xuống. Ở đây thì ổ giật nó có trợ lực nha, giật rất là nhẹ. Còn cái bách ga nằm đây nha anh em. Đó, nó rất là dễ sử dụng giống như cái cỏ thôi. Thông số máy, thông số của cái kỹ thuật của nó là hồng vô hồng ra là hồng 34 ha. Một phút là nó hút được 115 lít nha anh em. Nè, nó có để cho mình nè ha. Con này nó đẩy được tối đa xa được là 35m nha, tương ứng với 115 feet nè. Đó, tổng trọng lượng là 5kg nè. Để không nó đầy đủ cho mình thông số hết luôn đó. Bơm là của Cosim Made in Japan nè, bơm zin của nó luôn nha. Ở đây thì nó có họng vô cho mình sẵn rồi nè. Ở đây thì về anh em chỉ cần đấu cái họng ga nữa là mình xài thôi. Ở đây thì nó có lớp bê giữ nước luôn, anh em chỉ cần mồi nước đây là tự động hút lên cho mình luôn nha. Rồi. Tên máy số seri đầy đủ nha anh em, 486188 nha. Đó, số seri máy đầy đủ cho mình hết. Vậy thì anh em cứ chụp hình số seri lại, tới nơi anh em cứ kiểm tra đúng số seri đúng máy mình rồi mình thử hàng mình nhận thôi. Ở đây thì hàng trước khi đi em sẽ test nước, test bơm được cho mình đàng hoàng hết luôn nha, anh em cứ yên tâm. Rồi, C1 giá 1,8 triệu nha anh em, dòng xách tay nha. Ha, anh em đi rất là gọn gàng, nó đi tới đâu cũng xách được cho nó gọn nữa ha. Rồi, tiếp theo là con C2.
C2 này thì là con cưa tay cục, cưa Tanaka này. Nó hay cái là anh em có thể cầm được một tay này sử dụng ha, cưa tay cục, anh em leo trèo, anh em mé nhánh này kia nó tiện hơn cho mình. Anh em có thể là xa xa anh em có thể với ra, anh em mình tỉa rồi cũng rất là dễ luôn. Con này thì còn rất là đẹp luôn nha anh em, nồng 37 ly 33cc, anh em nhìn mặt máy nè, thấy không? Còn nó ao hết luôn, rất là đẹp, rất là mới luôn nha anh em ha. Tem mát thì còn đầy đủ nè, bô thì còn chống phiếu luôn nha, lam là hai mặt nó còn nước sơn luôn nha anh em, chưa bị bong nha. Đây rất là đẹp ha. Xích thì em đã lên cho anh em xích mới 100% mà nha, vậy việc là xài thôi. Với lại hàng đi thì sẽ tặng kèm cho anh em có cái giũa nữa, thì anh em xài thời gian nó cái phần lưỡi cắt này nó có hơi bị lục á, thì anh em bị cùi á thì anh em giũa sơ lại cái anh em xài thôi ha. Nói chung là phụ tùng em gửi theo cho anh em đầy đủ hết trơn à. Làm về 4.3 nha anh em, phần cắt thì được 37cm nha. Thì mấy con này anh em dùng để hạ gốc cây, cỡ cây bắp đùi, cái keo, cái dừa này kia được hết luôn ha. C2 giá 2.100.000 nha. Rồi tiếp theo là con C3. C3 là con Shinowa 1038 nha anh em, dòng Shinowa 4 số nha, dòng mới hệ luôn nha anh em. Shinowa đã hệ rồi mà hệ này nó 4 số luôn, trời hệ đầy cao nha. Suzuki máy còn nè, tem mắt in băng thì còn đầy đủ luôn. Con này thì ấp giật nó có trợ lực nè, với lại được trang bị cho anh em là cái công nghệ Eco Navi nha anh em, công nghệ tiết kiệm xăng nha. Con này thì nó có được cái công dụng là e tự động luôn, rất là xịn sò luôn nha anh em. Đây phanh xích thì còn đầy đủ cho mình luôn, rất là an toàn cho anh em khi sử dụng ha. Hàm gồng thì cũng còn luôn nha anh em, đặc biệt nó là cái dòng máy nọc đứng cho nên chạy nó rất là bốc và rất là tiết kiệm xăng luôn. Lam là có phản tản nhiệt giúp cho khi mà sử dụng á nó không có bị nóng nha anh em, phần cái tản nhiệt này rất là tốt. Con này thì cái đầu lam là lam bánh xe, lam nối nha anh em, lam là zin của nó luôn nha. Xích thì em đã thay cho anh em bộ xích mới 100% mà, về việc là xài thôi. Đặc biệt nồng đứng cho nên nó cũng khá là nhẹ nhàng nha so với cái cùng kích thước nha anh em. Con này nồng 40 ly 38cc nha, máy công suất lớn này anh em có thể dùng đi cưa khai thác được luôn á, hạ gốc cây được ngon lành luôn. Lam 48cm thì lam này lam 16 inch đó anh em có thể nâng lên thành lam 55 được luôn nha, dòng này rất là khỏe luôn á. C3 giá 2.900.000 nha anh em, 40 ly 38cc nha. Tiếp theo là con C4. C4 là con máy này là cái con đời cổ nha anh em, đời mà sản xuất đời đầu luôn á. Nói chung là giá gã này là ngon lành này, nồng 30 ly 20cc nha. Máy thì đã nổ ngon lành hết cho mình này ha. Con này thì bình xăng con hai kim mới anh em, cộng dây này cũng như công tắc dư ra. Cái này nó không có ảnh hưởng gì tới máy nha anh em, nó để cũng luôn không có ảnh hưởng gì cho, cứ để xài thôi. Công tắc thì nằm trên đến đầu đây nha. Con này bình xăng lớn mới luôn nè, tâm gời luôn nè, thảo bốn ốc ra là tâm gời luôn nha anh em. Đây tay lái lắp đồ bò đầy đủ hết luôn nha, 700k bao ship phụ tùng đầy đủ 6 món luôn ha. Vậy việc xăng phơi nhớ chỗ là xài thôi, giá này giá rẻ cho mình nha. C4 này giá 700k nha anh em. Tiếp theo là con C5. C5 là con Kawasaki, con này TG20 nha anh em, nồng 30 ly 20cc. Dòng này thì nó nhỏ gọn nhẹ nha anh em, xăng nhớt luôn thì khoảng 4kg thôi. Bình xăng con là hai kim mới nè, áo nhựa nha, mà được cái là tum gời tum nhôm nha anh em. Là cái này sẽ tháo được cái đầu máy ra luôn. Thì cái này là mấy con mờ xịt thuốc mà hàng bãi Nhật á, là thường mấy cái dòng TG này cũng khá là nhiều, là dành cho mấy cái người dùng gia đình đó anh em, xịt 1S, xịt cây cảnh, cái kiển này kia vòng vòng nhà đó. Nên là người ta dòng dùng mấy cái đầu TG này xịt thuốc rất là nhiều nha anh em. Bình xăng lớn này zin nha, nó còn cái gon giữ nắp bình xăng cho mình luôn nè, anh em thấy không? Đó, rất là xịn sò luôn nha anh em. Công tắc gạt ha, lên là mở, xuống là tắt nè. Con này thì tay đôi gai giữ, lắp đầu bò đầy đủ nha anh em. Cái con này thì để em quay kích thước thật cho mình xem nha.
đây nó rất là nhỏ và gọn luôn nha, chứ để nhiều khi em quay gần quá anh em lại thấy nó to, anh em khi mà nhận hàng nó sao nó nhỏ quá, tại vì em quay gần cho anh em xem đó, cho nên thường là mấy con nhỏ nhỏ gì em sẽ quay xa cho đúng thực tế, cho đúng kích thước của nó, để khi anh em nhận hàng anh em không có bị bỡ ngỡ gì con máy. Con này săn nhớt luôn thì cỡ 4kg thôi ha. C5 giá 1.100.000. C6 C6 là con Makita, dòng này còn gọi là Makita Cop đó anh em, nó rất là nhỏ luôn nha. Đây anh em nhìn hai con nè, nó bằng kích thước nhau luôn á. Nòng con này 30 ly nhưng mà nó tới 21cc nha anh em. Đây 212 đây ha. Con này chạy giật có trợ lực nha, giật rất là nhẹ luôn. Bình xăng con mới, bình xăng lớn cũng mới luôn cho mình luôn nha. Tôm liền, tôm nhựa ha. Con này thì nó dùng công tắc ấn, công tắc trên đỉnh đầu nha anh em. Máy là tay đôi và đặc biệt ga là ga hai chế độ, anh em vừa có thể bóp và vừa có thể giữ được luôn. Ha, anh em muốn xài bóp thì xài, còn muốn xài giữ thì xài, nó rất là tiện. Lắp đầu bò đầy đủ hết luôn nha anh em. Máy thì nó về cái đó sao thì mình để nguyên cho mình vậy ha. C6 giá 1.200.000 nha anh em. Đặc biệt nó rất là nhẹ nha. Tiếp theo là con C7. C7 con này quá đẹp luôn nha anh em. Nước sơn nè, còn rất là sáng luôn ha. C7 là con Hitachi, nòng 32 ly, 23cc luôn nha. Ở đây nó còn cái phía bộ hành nó còn dán trên đây nè anh em. Thấy không? Cái phía bộ hành nè, nó có ghi đầy đủ thông số cho mình hết luôn. Mà này chữ Nhật nó bị bay anh em. Nè. Tên người mua nè, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm của ông đó, ngày tháng bộ hành này kia kiểu lắm hết luôn nha anh em. Đây ha, nguyên cái giấy bộ hành nó dán cho đầu máy luôn, còn về luôn nha. Con này bình xăng con là zin nha anh em, hai kim nè, chữ quanh gồ chà bá luôn. Máy là máy bugi đứng ha. Bình xăng lớn cũng bình zin theo máy luôn nha. Đây, rất là sáng đẹp luôn. Tâm liền, tâm nhựa, tem đây còn như mới luôn nha. Công tắc ấn nha nè. Rồi con này tay đôi ga giữ nha. Lắp chắn cỏ đầu bò đầy đủ. Con này chắn cỏ to nha nè, chắn cỏ bự á ha. C7 giá 1.350.000. Thế là con C8. C8 là con Tanaka ha, dòng này Tanaka hay chống nha anh em. Nòng 32 ly, con này 23cc nha. Con này áo màu đen nhìn rất đẹp luôn nha anh em, đen bóng nha. Chụp giật thì nó có trợ lực nè. Và đặc biệt e là tay đỏ tự động chế là quanh gồ luôn nha anh em, rất là xịn sò cho mình luôn. Bình xăng lớn là zin theo máy luôn ha. Tâm liền, tâm nhựa nha anh em. Rồi, con này nó dùng công tắc ấn nè. Máy tay đôi, ga là ga giữ. Láp chắn cỏ đầu bò zin theo máy nha anh em. Con này quá đẹp luôn nha anh em. Nè. Quá sáng luôn nha anh em, bóng lưỡng luôn ha. C8 giá 1.400.000. Tiếp theo là con C9, C10 ha. Rồi vô chó luôn. Con C9 này bị vụt chó thảy bên đi anh em ơi, không có C9 nha. Bây giờ C8 qua C10 cũng đi à, mấy con vậy thì mình nên kiểm tra lại rồi mình đã lên like cho nó chính xác nha nè. C10 là con Maru 23, nòng 32 ly, 23cc. Con này thì cũng là màu vàng nguyên khối rất đẹp luôn nha anh em, còn rất là sáng nè. Mặt tiền nè thấy không, còn rất là bóng luôn ha. Còn cái họng khối là chưa có dính miếng nào luôn nè. Chụp giật trợ lực ha. Nòng 32 ly, 23cc thì anh em dùng đập cước, dùng cắt cỏ gia đình thì ngon lành cành đào luôn nha anh em. Bình xăng con zin cho mình nha. Trong lốc thì có dập mắt in như băng luôn ha. Bình xăng lớn nè, quá sáng luôn nha anh em, bóng lưỡng luôn. Tâm liền, tâm nhựa ha. Rồi con này nó dùng ga giữ, công tắc ấn nè, ga giữ, tay đôi, láp đầu bò đầy đủ nha anh em. Con này láp còn tem chưa bị bong chóc luôn, quá tuyệt vời luôn nha anh em, quá đẹp ha. C10 giá 1.500.000. C11
C11 là con Maru 23 nha anh em. Con này thì đúng kiểu chạy lực là kiểu là kéo lên hết dây buông xuống nó chạy đó anh em. Nòng 32 ly 23cc ha. Bình xăng con zin cho mình nha. Bình xăng lớn cũng là bình zin luôn. Đặc biệt con này là tum gời, tum nhôm, tum 260. Tum này nếu anh em cần xài riêng cái đầu máy thì có thể tháo ra mình xài riêng được luôn nha anh em. Tum là tum 260 nha. Công tắc ắn ha. Rồi, tay đôi, ga giữ nè. Láp trắng cỏ đầu bò nguyên xi nguyên bản theo máy hết cho mình luôn nha anh em. Con này zin nguyên cây toàn bộ luôn. Đặc biệt là ổ giật trợ lực và tum gời, tum nhôm. Con máy thì rất là linh hoạt luôn ha. C11 giá 1.600.000. C12. C12 là cái con Genos nha anh em. Dòng này cũng giống Komatsu vậy đó ha. Nhưng mà con này phiên bản còn rất là đẹp luôn nha. Chập giật trợ lực, máy ua ghi đứng. Và con này nó dùng e là tay đỏ tự động luôn. Và chế là chế ga ngang quanh gồm. Bình xăng lớn anh em nhìn nè. Quá đẹp luôn nha anh em. Ở đây nó có thêm một cái miếng trắng bị này trắng như là bị cái vật gì đó nó cứng nó va vào lốc anh em. Chính tình trạng bẫy lốc á. Thì cái miếng này nó chặn lại cho mình nè. Rất là hay luôn nha. Nhỏ nhỏ chứ nó rất là hay, công dụng rất là nhiều luôn á. Anh em nhìn cái dàn áo nè. Nhìn là thấy bắt thèm luôn á. Quá đẹp luôn nha anh em. Tum liền, tum nhôm ha. Chập giật có trợ lực nha. Nòng 35 ly, 27cc. Ốp eo zin theo máy nè. Rất là mềm mại cho mình luôn. Đặc biệt nó đi cho anh em là cái lắp titan nha anh em. Ga giữ nè. Và công tắc nằm trên tay luôn. Nói chung con này nó trang bị đầy đủ hết cho mình. Rất là xịn sò luôn. Và hình thức thì còn rất là đẹp, rất là mới luôn ha. C12 giá 1.650.000 nha. C13. C13 là con Maru 26 ha, nòng 34 ly, 26cc nha anh em. Con này hình thức nguyên zin nguyên bản của nó hết luôn nè. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ, bình xăng lớn zin đẹp nha. Đây, chưa bị chạy xước luôn nha anh em, rất là sáng máy luôn ha. Nòng 34 ly, 26cc thì con này anh em cắt cỏ bờ, có bụi này kia là ngon lành luôn nha anh em, rất là khỏe. Tum liền, tum nhựa ha, con này thì công tắc zin trên đầu máy. Đặc biệt con này nó đi cho anh em là cái ga bóp hệ, bóp bổ dịch luôn á anh em. Láp trắng cỏ đầu bò zin theo máy, đúng giá thì nó là 2 triệu, nhưng mà cái con này nó bị mấy cái chỗ này anh em, nó có bị gãy á, cho nên ở đây em có hàng lại cho mình nè. Ê, mấy dấu hàng của em nha, cho nên là ở đây nó thì hình thức thì nó không có được đẹp như bình thường, nên ở đây em bớt cho anh em là 50.000 là C13 giá 1.950.000 ha. Đó thì cái gì nó phải có cái giá riêng đó nha anh em. C13 giá 1.950.000, con này liền lạc nguyên zin nguyên bản hết nha. C14. C14 là cái con Genos Komatsu G2K ha. Nòng 34 ly, con này 26cc nha nè. Đặc biệt cái con này á, là nó bình xăng trên, cho nên chạy nó rất là khỏe nha. Khỏe hơn máy G2K bình xăng dưới ha. Nhưng bù lại nó phải ăn xăng ở bình xăng dưới rồi. Cái gì cái nó phải có cái này có cái kia nó mới đắp qua bù lại được nha anh em. Đây, bình xăng cho nó là bình xăng cháy nổi nè. Thì mấy con này anh em nào ở Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai này kia kiểu á, thì lấy mấy con này nha, cắt cho nó khỏe nha anh em. Máy nó chạy được nó không bị sượng máy ha. Chứ lại xài nó đúng công suất của máy, nó bền, máy nó không có bị hư. Công tắc ắn nè. Rồi con này tum gời, tum nhôm nha anh em. Tum này thì tháo được nha. Đặc biệt là cái lắp xoay ha. Lắp này thì nó giúp cho anh em cắt trong ngóc trong ngách đó. Thì mình chỉ việc xoay cái lắp thôi, không có bị xoay nguyên cái đầu máy. Nó sẽ tránh mình là mình xoay, nếu mà anh em cắt trong ngách nhiều á, nó sẽ đỡ mỗi tay cho mình nha anh em. Chứ không lại mỗi lần xoay mà cắt mà anh em cắt trong ngách, anh em xoay nguyên cái đầu máy, anh em giữ hoài nó sẽ rất là mỏi đúng không. Đó thì cái người Nhật người ta thiết kế hay là chỗ đó ha. C14 giá 2 triệu nha anh em. C15. Nghe tiếng máy phải gọi là quả đã luôn nha anh em. Con này là con Makita 350, nó giống như cái đời của thằng Gobin 351 với đó anh em ha. Nòng nó là 37 ly, 35cc, phiên bản là ảo nhựa nha anh em. Quả đẹp luôn nha, tuyệt vời luôn.
bình xăng lớn này, bình xăng zin nha. Cái này á, bình xăng nó gác ở trên, nhưng mà cái con này zin nó là bình xăng 2 kim luôn nha anh em. Bình xăng này là của hàng Nhật về luôn. Nguyên bản nó về là sao là em làm chỉ cần xúc bình xăng con thôi nha anh em. Nó nói chung hình thức là nguyên zin hết. Đặc biệt 2 kim của nó là 2 kim quanh gồ luôn, cho nên chạy nó rất là tiết kiệm xăng cho mình nha. Công tắc thì nằm đây nha anh em. Đây ha, dây xăng thì em đã làm sẵn cho mình hết luôn rồi. Tum nó là tum gời, tum nhôm nha anh em. Ô tum gời, tum nhựa nha anh em. Tum theo máy nha. Tum gời, tum nhựa. Chân chống nè anh em nhìn nè. Nước sơn là nó chưa có bị cháy luôn đó. Rất là đẹp luôn nha anh em. Đặc biệt cái ống lắp là ống lắp 28 nha, ống lắp to, xài là bao cho anh em luôn, không có sợ bị cong móp méo bể vỡ luôn nha anh em. Nói chung anh em nào là làm nhiều mà kiểu như mình có kinh tế, có tiền, phải gọi chút xíu có tiền đó, thì anh em lấy cái con này phải gọi là rất tuyệt vời luôn, rất là ngon ha. C15 giá 3.500.000 nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em 0917414042. Chào tất cả anh em ha.